vị, trên các show diễn của Tina Baribenai, của Asia, ca sĩ Sơn Tiền đã được khán giả khắp nơi biết đến và yêu mến. Cô đã chinh phục trái tim khán giả ở khắp mọi nơi. Giờ đây chúng ta hãy bước về sân khấu chiêm ngưỡng và thưởng thức nhạc sĩ danh ca Sơn Tuyền. Xin kính mời cô. Xin mời quý vị hãy cùng với Sơn Tiền lắng về một bài hát của Chúa đã ban cho chúng ta có nhạc phẩm Lời Van Xin. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
con tạ ơn Chúa. Và quý vị ơi, muốn xin tiền hát nữa hả? Dạ, chương trình chỉ có đôi ba bài thôi. Xin tiền xin cha thêm một bài nữa nha. Dạ, hôm nay xin tiền rất là vui và hạnh phúc. Nhìn xuống thấy khán giả ai cũng đẹp, ai cũng dễ thương. Và xin tiền cái tình yêu đó đã làm cho con tim muốn xin tiền nó sung 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 sung. I love you. Đó là dòng đợt. Và con tim sẽ vui trở lại với nhạc sĩ Đức Huy. Vỗ tay lớn lên.
1, 2, 3, 4. Dạ, 1, 2, 3, 4. Con một lần nữa, con cúi đầu xin cảm ơn quý vị nha. Ủa, sao nhạc muốn tôi hát bài nữa chứ hả? Cô Sơn Tuyền ơi, dấu chân của cô đã đi vào tâm hồn của mỗi người rồi đó. Cô ơi, nãy giờ thấy mọi người nắm tay cô, ôm cô, ngồi ở cánh gà khao khát lắm. Nhưng cô có cho được tay cô một cái. Dạ, cảm ơn anh. Thôi bây giờ trong khi mình nói nhiều quá, mình hát thêm bài nữa được quý vị. Bây giờ quý vị chọn nha, một bài vui hay là một bài bolero mà quý vị đã từng yêu mến tiếng hát Sơn Tuyền. Bolero, bolero. Ok, Sơn Tuyền sẽ hát một nhạc phẩm mà quý vị yêu cầu hôm nay. Đó là nhạc phẩm Người Ngoài Phố Hôm Nay Của Chúng Ta Vui Quá Là Vui. Xin ban nhạc. Một ngày nào đó, cô ca sĩ Sơn Tuyền sẽ đến và ở lại với chúng ta thêm một lần nữa. Kính thưa quý khách, kính thưa bà con, chương trình của chúng ta sẽ còn một tiết mục nữa. Nhưng trước khi tiết mục cuối cùng kết thúc, xin được mở lòng thông báo và đọc tên những quý ân nhân đã giúp, đã ủng hộ cho đêm văn ngày hôm nay. Xin mời cô Thiên Thanh. Và mới nhận được một sự ủng hộ hết sức nhiệt tình từ nội thất Thủy Trang. Cô Thủy Trang đã tặng ủng hộ cho chương trình là